trăng khuyết không làm mất ánh sáng, tên gãy không thay đổi chất thép, nghề không phân cao thấp, thành bại bởi con người. Thưa quý vị và các bạn, có một câu nói ví von về sự khiếm khuyết rất hay. Thượng đế chưa từng tạo ra một con người hoàn hảo. Chúng ta đều giống như những quả táo bị người cắn dở một miếng, đều có khiếm khuyết. Một số người có khiếm khuyết lớn hơn chỉ vì Ngài đặc biệt yêu thích hương thơm của họ. Trong cuộc sống, bạn có cảm thấy tự ti vì mình thấp hơn người khác không? Bạn có tức giận vì mình không có thân hình cân đối hay không? Bạn vẫn còn tự trách mình vì những thiếu sót nào đó hay không? Vân vân. Nếu có, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn ngay lập tức. Bởi vì không ai là hoàn hảo. Có khiếm khuyết, không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là quan niệm tiêu cực của chúng ta. Chỉ có đối mặt một cách lạc quan, chúng ta mới có thể biến khiếm khuyết thành động lực phấn đấu, mới có thể thu hoạch được ánh nắng hạnh phúc. Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Tuổi trẻ của Roosevelt phần lớn được định hình bởi sức khỏe kém và suy nhược do bệnh hen suyễn của ông. Ông liên tục trải qua những cơn hen suyễn đột ngột vào ban đêm, trải nghiệm như chết ngạt, khiến cả Theodore và cha mẹ ông đều khiếp sợ. Các bác sĩ đã không có cách chữa trị và thường xuyên kê cho ông nhiều phương thuốc điều trị vô cùng kỳ quái. Không chỉ thế, Roosevelt còn bị mắc bệnh cận thị. Do đó, thay vì đến trường như bao đứa trẻ khác, ông lại được giáo dục tại nhà. Cùng vẻ ngoài rụt rè khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười hoặc thậm chí là chế giễu. Có lẽ bạn nghĩ rằng ông ấy sẽ có tính cách hướng nội, trầm lặng, nhút nhát, không thích giao tiếp và thường tự trách mình. Nhưng bạn hoàn toàn sai lầm. Ông không nản lòng vì những khiếm khuyết của mình, mà ngược lại, ông càng quyết tâm phấn đấu hơn vì chúng. Một sự phấn đấu mà không phải ai cũng có thể làm được. Sau một thời gian dài kiên trì và học tập, ông đã biến chứng thở khò khè thường bị người khác coi thường thành một giọng nói khàn, biến sự run rẩy của môi và sự sợ hãi trong lòng thành tài hùng biện xuất sắc và hành động tự tin. Khiếm khuyết đã tạo nên tinh thần chiến đấu suốt đời của Roosevelt. Đây chắc chắn là vốn quý giá nhất để ông xây dựng sự nghiệp vĩ đại của mình. Ông không bao giờ coi mình là một người yếu đuối và bất tài. Khi nhìn thấy những đứa trẻ khác cười đùa, nhảy nhót, chạy nhảy trên sân chơi, tham gia vào các hoạt động thể thao mạnh mẽ, ông cũng hăng hái tham gia, không bao giờ lùi bước. Ông cưỡi ngựa, chơi bóng, bơi lội, chạy đua như mọi người và thường xuyên đứng đầu, trở thành một vận động viên nghiệp dư. Ông thường lấy những đứa trẻ kiên định và dũng cảm làm gương và luôn trải nghiệm tinh thần phiêu lưu, dũng cảm đối mặt với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi ở cùng người khác, ông luôn đối xử với mọi người bằng thái độ thân thiện và tử tế, chủ động tiếp cận họ. Bằng cách này, ngay cả khi có tâm lý tự ti hướng nội, ông cũng đã vượt qua nó bằng chính hành động của mình. Ông hiểu rõ rằng Thượng Đế chưa bao giờ tạo ra một con người hoàn hảo. Chỉ cần tâm hồn thoải mái và hạnh phúc, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như thể đã được sắp đặt từ trước. Trước khi vào đại học, ông thường tự rèn luyện bản thân, sử dụng các bài tập và lối sống có nhịp điệu để khôi phục sức khỏe. Ông đã thay đổi sự yếu đuối trước đây của mình, trở thành một người tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và vui vẻ. Ông thường dành kỳ nghỉ để đến Alexandria theo đuổi đàn bò, đến Los Angeles săn gấu, đến châu Phi săn sư tử. Với dáng vẻ dũng cảm và mạnh mẽ đó, ai có thể nghĩ rằng ông chính là cậu học sinh từng bị xấu hổ ở trường. Chính vì có khiếm khuyết mà Roosevelt mới có động lực phấn đấu, mới có ý chí kiên cường. Tất cả những điều này đã mang lại bước ngoặt trong cuộc đời ông. Khiếm khuyết đã tạo nên danh tiếng cả đời ông. Mọi chuyện thường như vậy, những nơi có khiếm khuyết lại dễ dàng bùng phát sức sống mãnh liệt. Trăng khuyết không làm mất ánh sáng, tên gãy không làm mất chất thép. Đối mặt với khiếm khuyết về thể chất, Roosevelt không chìm đắm trong nỗi buồn mà biến nó thành động lực để tiến về phía trước. Cuối cùng thu hoạch được thành công và ánh nắng hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta đừng tự ti, bi quan và chán nản về những khiếm khuyết của bản thân. Bởi vì, ngoài chính bạn, không ai cố ý chú ý đến khiếm khuyết của bạn. Chỉ cần bạn lấp đầy trái tim mình bằng sự tự tin, bạn vẫn có thể đạt được tự do và hạnh phúc về tinh thần. Trên thế giới không có người hoàn hảo, mỗi người đều có những điểm chưa tốt.
Điều quan trọng là biết cách thể hiện những ưu điểm của bản thân, chấp nhận bản thân, vứt bỏ sự tự ti, học cách đối mặt với mọi thứ bằng nụ cười tự tin. Bạn trong cuộc sống thực cũng vậy. Khi bạn có đủ dũng khí để chấp nhận và yêu thương bản thân, vứt bỏ mọi sự tự ti ra khỏi tâm trí, bạn sẽ nhận ra rằng con đường phía trước vẫn tràn ngập ánh nắng vàng, vẫn có một bãi cỏ xanh mướt mềm mại đang chờ bạn dạo bước và thư giãn. Kỳ thực, khi chúng ta chuyển sự chú ý từ những người tự ti sang những người tự tin, chúng ta sẽ có những phát hiện mới. Thượng đế không hề thiên vị, họ cũng có những khiếm khuyết của riêng mình. Vì vậy, đôi khi không phải là bạn không thể, mà là bạn đã đánh giá thấp bản thân. Khi con đường cuộc sống xuất hiện sự bất hạnh như một chướng ngại vật, đừng bao giờ dừng bước, nếu không bạn sẽ thực sự rơi vào cái bẫy của nó và cuối cùng bị nó nuốt chửng. Ở Mỹ thế kỷ 19, có một người đàn ông cực kỳ xấu xí. Bất cứ ai gặp ông đều có ấn tượng sâu sắc về ngoại hình của ông. Bản thân ông cũng không bao giờ chải chuốt, đến chết cũng không quan tâm đến quần áo. Quần đen bó sát, áo khoác giống như vỏ dù, cùng với những chiếc mũ cao bồi vành hẹp, dường như cố tình làm nổi bật vóc dáng cao gầy của ông. Dáng đi xấu xí, hai tay đung đưa. Ông không chỉ xuất thân nghèo hèn mà còn có một quá khứ đáng xấu hổ. Mẹ ông là con ngoại giá thú, và ông luôn rất nhạy cảm về những khiếm khuyết này trong suốt cuộc đời mình. Người đàn ông xấu xí này sinh ra ở một thị trấn nhỏ của Mỹ. Tuy nhiên, ông lại có địa vị rất cao. Nhưng ngay cả khi đó, ông vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cũ kỹ, vẫn không mặc áo khoác ra mở cửa, không đeo găng tay đến nhà hát opera, luôn kể những câu chuyện cười không phù hợp và thường xuyên trở nên u sầu nơi công cộng, không nói một lời. Lúc đó, ông gần như có tất cả các khuyết điểm, cho dù ở tòa án, diễn đàn, quốc hội, trang trại hay thậm chí là nhà riêng của mình, ông luôn cảm thấy không thoải mái. Những người từng tiếp xúc với ông đều không thích ông. Thậm chí trước 20 tuổi, ông còn không biết đến trái đất tròn. Sau đó, ông muốn học thêm văn hóa. Vì vậy, ông đã đọc sách Dưới ánh nến, ánh đèn và ánh lửa, khiến nhãn cầu của ông ngày càng lún sâu vào hốc mắt. Kiến thức nhân loại là vô tận, trong khi kiến thức của bản thân có hạn, ông luôn cảm thấy chán nản. Sau đó, người này tham gia tranh cử vào vị trí nghị sĩ, và trong mục giáo dục của mình, ông ấy đã điền vào có khiếm khuyết. Có thể nói, trên thế giới này, hầu như không ai có thể có xuất thân thấp hơn ông, nhưng cũng không ai có thể đạt được thành tựu lớn hơn ông. Khi ông hơn 50 tuổi, ông đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ông chính là Abraham Lincoln nổi tiếng. Hầu như mọi người trên thế giới đều biết đến Lincoln, rất ngưỡng mộ một vị Tổng thống đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có bao nhiêu người biết rằng Lincoln đã có rất nhiều khiếm khuyết? Vì vậy, một người có khiếm khuyết không đáng sợ, miễn là họ sẵn sàng đối mặt với chúng và cố gắng bù đắp. Hãy thử tưởng tượng, nếu Lincoln không thể chấp nhận những khiếm khuyết của mình, có lẽ ông đã chọn tự tử hoặc sống như một kẻ lang thang, sống một cuộc đời vô định. Có lẽ so với người khác, ngoại hình của bạn không đẹp, so với người khác trình độ văn hóa của bạn có hạn, so với người khác bạn không đa tài, so với người khác phản ứng của bạn chậm, vân vân. Có lẽ trong mắt bạn, mọi thứ của bạn đều không thể so sánh với người khác. Bạn giống như một chú vịt còn xấu xí, mãi mãi chỉ có thể đứng sau đám đông, không bao giờ có cơ hội nổi bật. Chính vì những khiếm khuyết đó mà bạn cảm thấy tự ti, nội tâm bạn rối bời. Bạn đánh mất đi sự tự tin để tiến lên, càng khép kín bản thân hơn, mãi mãi sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Trong mắt bạn, việc chọn cách sống như vậy là điều tất yếu. Nhưng bạn không biết rằng, trên thế giới này, có những người dường như vô dụng nhưng lại thường đạt được những thành tựu to lớn. Trên thực tế, điều cản trở bạn tiến về phía trước không phải là những khiếm khuyết đó, mà chính là nội tâm của bạn. Nếu bạn có thể thành thật chấp nhận những thiếu sót bẩm sinh của mình, thì bạn cũng có thể giống như những người thành công và hạnh phúc khác, phát huy tốt vai trò vốn có của sự tự ti, sử dụng nó không ngừng nỗ lực để có một cuộc sống nhiều màu sắc phong phú hơn. Điều đáng sợ nhất của một người không phải là khiếm khuyết, mà là trái tim không dám chấp nhận khiếm khuyết. Hãy hiểu rằng không ai có thể hoàn hảo. Hãy chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Đây là cách để giữ sự cân bằng trong tâm trí. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân một cách chân thành, để bạn có thể thoát khỏi sự chán nản và giành được hạnh phúc và sự giàu có vốn thuộc về mình. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với triết lý sống. Nghề không phân cao thấp, thành bại do con người.
thái độ của một người quyết định độ cao, thành tựu của họ sau này. Tất cả đều là kết quả do chính mình tạo ra. Quan trọng là bạn nỗ lực và nắm bắt như thế nào. Ngay cả ở vị trí bình thường, bạn vẫn có thể trở thành một người phi thường. Thay thái độ, đổi vận mệnh. Có những người không hài lòng với công việc, chán ghét hiện tại, coi thường công việc của mình, thậm chí cảm thấy mình nhỏ bé vì chỉ là một người bình thường. Họ suốt ngày than vãn, phàn nàn, không tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân, chỉ làm việc để duy trì cuộc sống. Họ không có hứng thú với công việc hiện tại, làm nhiều việc một cách qua loa quýt lít, trong lòng luôn mong muốn có được một công việc và thu nhập tốt hơn. Đáng tiếc, điều cần nói với họ là, với thái độ như vậy, họ sẽ không thể làm nên trò trống gì ở bất kỳ vị trí nào. Một người ngay cả công việc bình thường cũng không làm tốt, còn muốn phát triển bản thân, nâng cao cảnh giới cuộc sống, thực hiện lý tưởng, quả thực là chuyện nực cười. Thành công không phụ thuộc vào vị trí, mà phụ thuộc vào sự nỗ lực. Nhiều người cho rằng, muốn thành công thì phải có một nền tảng tốt, thậm chí là vạn sự sẵn sàng mới có thể thăng tiến nhanh chóng. Nhưng nếu mọi việc đơn giản như vậy, thì nhìn xung quanh toàn là người thành công rồi. Cuộc sống có rực rỡ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn nắm bắt. Tất cả đều là kết quả do chính mình tạo ra. Công việc và vị trí bình thường cũng có thể tạo nên một cuộc sống phi thường. Miễn là bạn yêu nghề, kính nghiệp, không than vãn và nỗ lực làm tốt công việc. Nếu ngay từ đầu bạn đã coi thường công việc của mình, suốt ngày phàn nàn rằng vị trí quá bình thường, không cho bạn cơ hội để nổi bật, thì đó chính là bạn đã rơi vào ngộ nhận về tư tưởng. Vô số sự thật đã chứng minh, những người có lý tưởng, có chí khí, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt và vị trí bình thường, cũng có thể thành công. Câu chuyện về người phụ nữ khuyết tật sau đây sẽ nói lên điều đó. Trên một trang web từng đăng tải một bài báo như sau. Một người phụ nữ bị khuyết tật chân trái, trước đây làm việc tại một trung tâm thương mại lớn. Sau đó vì hiệu quả kinh doanh không tốt, cô bị buộc phải nghỉ việc. Vừa mới thất nghiệp, cô rất hoang mang, không biết mình có thể làm gì. Sau đó cô nhìn thấy một số người làm quần áo trẻ em mang đi bán, và bán khá chạy, nên nảy ra ý định làm theo. Trước đây cô cũng bán quần áo ở trung tâm thương mại. Để đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng đặc biệt, cô thường học may quần áo sau giờ làm việc, và giờ đây đã có tay nghề may vá. Nói là làm, cô không chần chừ. Ngày hôm sau, cô mang theo hai bộ quần áo trẻ em ra đường bày bán. Sau đó chợ vỉa hè bị dẹp bỏ. Lúc đó cô đã có một số vốn nên đã thuê một cửa hàng để kinh doanh quần áo xỉ. Hiện nay cô đã có hai cửa hàng bán buôn. Mỗi khi có người trò chuyện với cô về kinh nghiệm thành công, cô luôn nói rằng nếu không có nền tảng may vá từ trước ở cửa hàng, con đường tái tạo sự nghiệp của cô sẽ không thuận lợi như vậy. Cô cảm thấy rất may mắn vì mình đã không lãng phí thời gian làm việc trước đây. Tận tâm với công việc, xây nền tảng cho tương lai. Sự thật hơn lời nói. Cho dù là công việc bình thường đến đâu, chỉ cần chúng ta có thể làm tốt nó một cách nghiêm túc, nó đều có thể trở thành nền tảng cho sự nghiệp tương lai của chúng ta. Phía sau sự bình thường thường ẩn chứa sự vĩ đại. Chỉ là sự vĩ đại này cần sự kiên nhẫn và bền bỉ để chứng kiến. Chỉ cần làm tốt mọi việc với tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta có thể tạo ra cơ hội thành công cho chính mình. Thay thái độ, đổi tương lai. Có thể có người sẽ nói, vị trí không quan trọng, tôi làm không thấy hứng thú. Nếu để tôi đảm nhận một chức vụ quan trọng, tôi cũng sẽ làm rất tốt. Dù nói như vậy, nhưng nếu bạn đang làm công việc này, vẫn đang ở vị trí của mình, thì hãy dồn hết tâm huyết để làm. Thái độ tiêu cực không chỉ không giúp bạn thành công, mà còn có thể khiến bạn mất đi những gì đang có trước mắt, dù có vẻ không tốt đẹp. Hơn nữa, có những công việc tưởng chừng bình thường, trong mắt người khác có vẻ tầm thường, nhưng thực ra nó cũng có giá trị. Nếu bạn làm tốt, bạn vẫn có thể tìm thấy vàng. Trên thực tế, mỗi người đều có cơ hội đạt được danh tiếng và tài sản. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải không ngừng nâng cao bản thân, bắt đầu từ những việc nhỏ. Đúng như cậu nói, chi tiết quyết định thành bại. Cho dù là làm công việc gì, chỉ cần bạn từ bỏ than vãn, nghiêm túc đối mặt, làm tốt mọi việc với tinh thần trách nhiệm cao, thì bạn có thể tạo ra giá trị lớn nhất ở vị trí bình thường, vượt trội hơn những người khác. Khi bạn có khả năng biến một công việc bình thường trở nên xuất sắc, bạn cũng có khả năng thay đổi mọi thứ. Ông trời thực sự rất công bằng.
Những người không than vãn, làm việc chăm chỉ, thành quả luôn tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra. Còn những người có thái độ tiêu cực với công việc sẽ mãi mãi không đợi được đến ngày đó. Vì vậy, hãy thay đổi cách nhìn về công việc của bạn, xem xét lại thái độ của mình. Suy nghĩ kỹ, liệu công việc có thực sự thấp kém, không có triển vọng phát triển hay là do bạn tự buông xuôi, không nghiêm túc đối mặt. Khi đã hiểu rõ điều này, tôi tin rằng bạn sẽ đưa ra phán đoán đúng đắn và biết rõ hơn mình nên làm gì trong tương lai. Vị trí bình thường vẫn có thể có cuộc sống bình thường. Một công việc chính là một trách nhiệm. Thành công không có đường tắt, dù ước mơ của chúng ta có lớn đến đâu, nó cũng cần hiện thực để phán xét. Chỉ có hiểu được trách nhiệm và sự đảm đương, làm tốt những việc bình thường, chúng ta mới có thể hoàn thành những ước mơ phi thường. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.